Đồng hành với các chính sách đậm tính nhân văn của thành phố nhằm hỗ trợ người nghèo có chốn an cư, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân cùng chung tay góp sức xây sửa nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu không có sự chung tay hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ thành phố và các nhà hảo tâm thì ngôi nhà mới đối với gia đình bà Trương Thị Trúc ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên có lẽ sẽ mãi chỉ là mơ ước. Bản thân bà bị tai biến, không có trợ cấp, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay, bà sống cùng con gái và cháu nội trong ngôi nhà cấp 4, xuống cấp nghiêm trọng. Thì bà hoàn cảnh rất là khó khăn, để 6 người con, thì con cái thì mấy chồng mỗi đứa một phương, thì có mỗi mình tôi ở gần gần đây thì không to việc lớn mà giúp đỡ mẹ thôi. Thế thì gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, Chủ tịch Ủy ban thành phố và huyện Thủy Nguyên đã tạo điều kiện cho bà xây dựng ngôi nhà. Thấu hiểu được niềm mong ước của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã chú trọng kết nối, vận động nguồn lực, chung tay hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu xây sửa nhà ở. Kế hoạch của chúng tôi đề ra năm 2024 là chúng tôi xây 12 nhà. Thế và đến thời điểm này thì cũng đã hoàn thành là 10 ngôi. Từ nay đến cuối năm thì Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đề ra cái chương trình là xây tiếp từ 2 ngôi nhà trở lên. Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng tiếp tục vận động cái nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những ngôi nhà chữ thập đỏ lan tỏa nghĩa tình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng đã giúp người nghèo có chốn an cư, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.